Xin kính chào quý chị khách hàng nhé. Bất động sản Hạnh Nguyễn lại tiếp tục quay một cái video nữa về dự án La Villa Gen City của tập đoàn Trần Anh tại phường 6 Tân An, Long An nhé. Thì ở đây là có 802 căn nhà phố nha quý chị khách hàng nhé, gồm 54 nền biệt thự nữa. Đấy, thì ở đây là tất cả 802 căn này chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh đã xây dựng gần như là 100% hết rồi. Đấy, xây dựng 100% hết nha, toàn bộ là có thể là bàn giao ngay cho khi quý anh chị khách hàng, nếu mà quý anh chị khách hàng mình có nhu cầu nhận nhà để hoàn thiện nhà ở. Đặc biệt ở đây là Hạnh Nguyễn đang quay là những cái sản phẩm ở lốc A1, A2, A3, A4, B1, B2, sản phẩm còn nhé. Tất cả các sản phẩm còn này thì Hạnh Nguyễn đang quay đây cho quý anh chị khách hàng mình xem. Đấy, và ở đây thì chủ đầu tư đang còn những cái chính sách rất là tốt khi mà mua sản phẩm ở đây, cũng như là mua những cái căn nhà ở đây. Đấy, thì khi mà quý anh chị khách hàng mình thanh toán 20%, số còn lại mình trả chậm trong vòng 24 tháng, được chiết khấu 2%. Khi mà quý anh chị khách hàng mình có điều kiện kinh tế hơn nữa thì mình thanh toán là 50% thì được chiết khấu 5%. Khi mà quý anh chị khách hàng còn cái phần tiền còn lại thì mình có thể trả chậm trong vòng 12 tháng. Và khi mà quý anh chị khách hàng mình đủ điều kiện kinh tế hơn nữa thì mình thanh toán 95%. Thì chủ đầu tư sẽ chiết khấu cho mình 9%, cộng với thêm rất là nhiều ưu đãi như quý anh chị khách hàng mình có hộ khẩu ở Tân An thì chủ đầu tư sẽ chiết khấu cho mình thêm 1%. Quý anh chị khách hàng nào mình đã mua, đã sở hữu bất kể một cái sản phẩm nào của tập đoàn Trần Anh có trên tên trên hồ sơ thì mình sẽ được chủ đầu tư sẽ chiết khấu thêm 1%. Và đặc biệt trong cái chương trình ngày phụ nữ Việt Nam thì từ ngày 20 đến ngày 30 của tháng 10, quý anh chị khách hàng nào mà mình là phụ nữ mình mua mình sẽ được chiết khấu thêm 3%. Đấy, tổng maximum ở đây là chiết khấu từ 15 đến 16%, cho nên là một căn nhà phố 4.2, 4.3 mà chiết khấu xuống thì quý anh chị khách hàng mình mua đâu đó là khoảng 3.6, 3.7 một căn thôi. Đấy, 3.6, 3.7 một căn, mà diện tích ở đây thì cực kỳ lớn nha, 5 x 20. Đất nền là nguyên diện tích đất là 5 x 20, xây nhà là 1 trệt 2 lầu. Diện tích xây là 5 x 12, chiều trước là 8m, chiều sau 2m. Đấy. Cái vỉa hè của mình rất là rộng và mình có thể là đẩy nguyên cái chiếc xe 7 chỗ vô được. Rộng thênh thang luôn, là mình có thể là nếu mà không thì mình để xe ở dưới đường cũng được nha quý chị khách hàng nhé. Có vỉa hè hết đầy đủ cho nên là quý chị khách hàng mình yên tâm. Và ở đây thì chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh đang làm cái công tác tách sổ xong hết rồi và đang bắt đầu hoàn công nhà cho quý chị khách hàng. Thì đối với quý anh chị khách hàng nào mình có nhu cầu đầu tư cũng như an cư thì có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn. Đấy, ở đây thì Hạnh Nguyễn có nhận thêm là hoàn thiện nhà nữa, thì quý anh chị khách hàng nào mình mà có điều kiện mà hoàn thiện nhà thì cũng có thể liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng nhà thầu uy tín, bảo hành cho quý anh chị khách hàng 2 năm tất cả các vật dụng khi hoàn thiện. Và đặc biệt ở đây Hạnh Nguyễn nhận ký gửi tất cả các sản phẩm của khách hàng ký gửi. Muốn mua bán chuyển nhượng thì Hạnh Nguyễn cũng nhận luôn nhé. Thì đấy, quý anh chị khách hàng nào mình có nhu cầu đầu tư hay là an cư ở thành phố Tân An này thì mình sẽ cứ gọi điện ở cái số điện thoại Hạnh Nguyễn để trên màn hình ấy. Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ 100% nha quý anh chị khách hàng nhé. Và xin kính chào quý anh chị khách hàng, hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở một video tiếp theo và một dự án tiếp theo.